Hiện giờ công ty Sơn Việt đang thi công hai sân của xăng dầu Hạ Long. Mặt sân tennis sau khi chúng tôi mài đi và chúng tôi đang sửa chữa phần sân chính để làm sao cho một cái chất lượng mặt sân tốt nhất. Hiện giờ thì là đã được chuẩn bị sang bước 2 rồi. Lúc này là chúng tôi đang bù vá những cái chỗ mặt sân bị đọng nước để sau này để cho cái độ thoát nước sau này được tốt hơn, nên là hiện giờ là cái mặt vá là đang vá cái đầu tiên. Đây là mặt sân nền mặt sân asphalt. Đây là cụm hai sân tennis của xăng dầu Hạ Long.